Câu hỏi của Dũng Hoàng. Có một số thầy dạy rằng Đức Phật thuyết pháp 45 năm, trong khi các tăng ni khác dạy rằng Đức Phật giáo hóa 49 năm. Vậy theo thầy, Đức Phật giáo hóa bao nhiêu năm? Vì sao có sự mâu thuẫn này? Sự khác nhau về số thời gian Đức Phật giác ngộ cho đến Niết Bàn tạo ra cái khác nhau về thời gian bao nhiêu năm Đức Phật thuyết pháp. Các nhà Phật học Thượng Tổ Bộ thì cho rằng Đức Phật đi tu vào năm đầu năm 29 và giác ngộ ở cuối năm 29 tuổi, giác ngộ ở cuối năm 35 tuổi. Đi tu ở cuối năm 29 chứ, và giác ngộ ở đầu năm 35 tuổi. Qua đời ở tuổi 80. Cho nên Đức Phật có 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Trong số đó 24 năm 9 tháng Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên, Dương Thành Xá Vệ thuộc nước Kosala. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, và mạnh nhất là Đại Thừa của Trung Quốc, Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30. Qua đời đó ở tuổi 79 tuổi ta và 80 tuổi Tây. Cho nên thời gian truyền bá chân lý của Ngài đó là 49 năm. Thì trong hàng trăm bài giảng đó, tôi tạm gọi Phật giáo Đại Thừa đã bonsai hóa niên đại của Đức Phật nói chung và niên đại hoằng pháp của Đức Phật nói riêng, tức là lấy biểu tượng con số 7, cấp số nhân lên 7 lần thì ra con số 49. Thực tế đó thì Đức Phật đi tu á, về phương diện khảo cổ học, lịch sử học, văn bản học, nhất là so sánh lịch sử đồng đại, trong văn bản Pali của Phật giáo, văn bản Sanskrit của Kỳ Na giáo và văn bản Sanskrit của Bà La Môn giáo, thì cái điểm thống nhất đó là Đức Phật đi tu năm 29 tuổi chứ không phải là năm 19 tuổi. Như vậy nó tóm lại đó, Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì chủ trương Đức Phật truyền bá chân lý 45 năm như vừa nêu. Đa khi Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, đó là 49 năm. Còn tôi đây thì tôi theo cái thuyết của Phật giáo Thượng Tổ Bộ chuẩn xác hơn. Và các nhà nghiên cứu Nam truyền đó đã phát họa ra 45 năm mùa hạ, mùa ăn cư nào, Đức Phật cư trú ở tiểu bang nào, địa điểm nào, có đủ hết. Ta dựa vào các mô tả trong kinh và luật để làm chứng. Thì vì có thể xem lại trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp có cái phần phụ chú này. Còn học thuyết 49 năm Đức Phật thuyết pháp đó thì không có những cái bằng chứng lịch sử, bằng chứng khảo cổ như trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Đó là lý do tôi quyết định tin vào thuyết của Thượng Tọa Bộ về năm hoằng pháp của Đức Phật hơn.